chào quý vị và các bạn. Do tác động của những hình thái gây mưa hoạt động mạnh khiến Trung Bộ đang bước vào một đợt mưa trên diện rộng mới với nhiều điểm sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to. Còn tại Nam Bộ, chiều cường dâng cao khiến nguy cơ ngập úng diễn ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng tới sinh hoạt. Ở miền Trung, gió Đông Bắc dồn xuống lại cộng thêm tác động từ gió Đông trên cao đưa ẩm từ biển vào, khiến cho từ sáng sớm nay mưa dông đã xuất hiện nhiều nơi. Trong đó, khu vực từ Nghệ An trở vào cho đến tận Bình Định sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to diện rộng. Tổng lượng mưa từ nay đến hết ngày 2 tháng 11 sẽ phổ biến từ 150 đến 250mm, có nơi trên 400mm. Do mưa lớn, cảnh báo trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông là từ 3 đến 7 mét, hạ lưu từ 1 đến 3 mét. Trong đợt lũ này, mức nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2. Dưới các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức báo động 2 và trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, quý vị cần hết sức đề phòng. Ở phía Nam, các tỉnh thành khu vực Nam Bộ cũng cần phải đề phòng với ngập úng xảy ra trên diện rộng. Dự báo mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai lên nhanh. Tại trạm Phú An, trạm Nhà Bè ở khoảng 1,67 đến 1,72 m, trên báo động 3 là từ 0,07 đến 0,12 m. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều là từ 4 đến 6 giờ và từ 17 đến 19 giờ. Quý vị cần cẩn trọng khi di chuyển và trong sinh hoạt hàng ngày. Nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước trong hôm nay là khu vực Bắc Bộ. Do đã nằm sâu trong khối không khí lạnh, trời giảm mưa nhanh. Mức nhiệt trên khu vực vùng núi là chỉ từ 24 đến 26 độ, trời lạnh. Còn tại khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội trời mát mẻ với mức nhiệt là từ 25 đến 28 độ. Trên biển, dưới tác động của không khí lạnh tăng cường, nên trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa đều đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 đến cấp 6, sóng cao trên 2 mét gây biển động. Bản tin thời tiết sáng ngày 30 tháng 10 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!